Sáng ngày 26 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng công ty máy may Trung Hiếu TBK Vĩnh Long tổ chức trao tặng máy may hỗ trợ phụ nữ khó khăn khởi nghiệp. Theo đó, 5 chiếc máy may đã được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Trà Ôn và 10 chiếc tặng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vũng Liêm. Tổng kinh phí cho đợt trao tặng này là 45 triệu đồng do công ty máy may Trung Hiếu TBK Vĩnh Long hỗ trợ. Sau đại dịch Covid-19 thì ở nhiều địa phương cái công việc của chị em phụ nữ thì cũng gặp khó khăn. Do vậy hiểu được cái nhu cầu của chị em ở địa phương thì chị cũng có vận động được công ty máy may Trung Hiếu TBK của Vĩnh Long hỗ trợ 15 cái máy may cho hai đơn vị, đó là huyện Vũng Liêm và huyện Trà Ôn. Thì qua cái việc vận động vậy á, thì giúp chị em phụ nữ ở địa phương khi mà có máy may thì người ta sẽ nhận về gia đình để may trong những giờ mà rảnh rỗi. Thì đây là việc làm hết sức là thiết thực, giúp chị em có tăng thu nhập thêm và vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt cái chương trình giảm nghèo của địa phương mà nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.